Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, nhiều học sinh Đà Nẵng đang ở các địa phương khác và nhiều trường hợp học sinh các tỉnh bạn mắc kẹt tại Đà Nẵng không thể về kịp nơi cư trú trước ngày 5 tháng 9. Ngành giáo dục đã tạo mọi điều kiện tối đa đối với các trường hợp này, đảm bảo tất cả học sinh có thể thuận lợi bước vào năm học mới. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trước ngày khai giảng, thành phố Đà Nẵng có gần 700 học sinh đang ở các tỉnh thành khác. Nhiều học sinh ở địa phương khác đến Đà Nẵng không kịp trở lại nơi cư trú để bắt đầu năm học mới. Ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã liên hệ với các tỉnh bạn, đồng thời tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi đối với những học sinh đang ở tại Đà Nẵng, cho phép các em được học tập cho đến khi về lại địa phương. Và chúng tôi đã có công văn gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh có học sinh hiện nay đang thường trú ở đó, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập trực tiếp cũng như là học tập trực tuyến. Trên địa bàn phố Đà Nẵng chúng ta vẫn có một số học sinh của các tỉnh bạn, thì chúng tôi cũng có công văn chỉ đạo với các cơ sở giáo dục, các trường học đã tạo điều kiện tốt nhất cho các em này được vào học trong cái thời gian nghỉ dịch. Sau này các em nếu như chuyển trường hẳn thì chúng ta cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Một khó khăn nữa mà ngành giáo dục thành phố đang đối mặt trước thềm năm học mới là nhiều giáo viên và học sinh thuộc diện F0, F1 đang điều trị hoặc cách ly tập trung. Chưa kể hàng ngàn giáo viên học sinh đang ở các khu cách ly y tế cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học, nhất là khi không phải nơi đâu cũng đủ điều kiện học tập trực tuyến. Nếu như tại cái thời điểm mà triển khai dạy học trực tuyến, giáo viên đó, học sinh đó đủ điều kiện có thể tổ chức dạy học được hay là tiếp thu việc học của cô giáo thì chúng ta sẽ tiếp tục. Trường hợp mà giáo viên nào mà không đủ điều kiện để mà tổ chức dạy học ngay trong cái khu tập trung mà cách ly của mình thì Sở Giáo dục chỉ đạo cho các đơn vị sẽ là phân công những người dạy thay giáo viên này trong thời gian những giáo viên này ở trong những hoàn cảnh như vậy. Còn đối với học sinh mà không có điều kiện học trực tuyến thì sau này sẽ có tạo điều kiện ôn tập củng cố giúp các em lấy lại kiến thức. Thành phố Đà Nẵng cũng đang có 22 trường học được sử dụng làm khu cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng cho biết, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học để có thời gian vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.